Đặt mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện là một trong những kỹ năng được hình thành từ khi Nguyễn Tuấn Khải bắt đầu với đam mê đọc sách. Cùng với quyết tâm và lượng kiến thức bổ ích từ người bạn sách đã giúp Khải thực hiện ước mơ trở thành sinh viên khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đặt ra mục tiêu để mình đọc sách thì mình sẽ biết là mình sẽ nên chọn những cái cuốn sách nào để mình đọc để mình có thể từ từ mình thực hiện cái mục tiêu mà mình đặt ra. Bởi vì khi mà mình đặt ra mục tiêu và mình đọc sách thì sách sẽ chỉ ra cho mình những cái hướng đi nhanh nhất và ngắn nhất để mình tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu của mình. Để có được tình bạn thân thiết với sách, Khải cũng phải trải qua quá trình khá dài. Từ bước làm quen với sách, yêu thích các nhân vật, đến khi cảm nhận và hòa cùng thế giới của những ngôn từ nhiều màu sắc hình ảnh. Tất cả đã hình thành trong Khải một tư duy logic và lập luận chặt chẽ. Cứ thế, dù rằng hiện nay có điều kiện tiếp cận với công nghệ hiện đại, nhiều kênh thông tin giải trí, nhưng Khải vẫn luôn dành cho sách một vị trí nhất định. Mình đã phải mất khoảng 3 đến 4 năm để rèn luyện được cái thói quen đọc sách. Tại vì hiện tại bây giờ là có rất nhiều những cái thiết bị công nghệ, điện thoại làm cho mình sao nhãng đi. Thì mình thường dàn ra khoảng 30 phút mỗi ngày vào buổi tối cùng với gia đình để đọc sách. Theo mình thì các thiết bị thông tin hiện giờ về việc hỗ trợ đọc sách thì cũng rất là hữu ích, bởi vì bạn có thể đọc vào những lúc mà mình không mang theo sách. Tuy nhiên là cái việc đọc sách thông thường truyền thống thì vẫn rất là cần thiết, bởi vì cuốn sách mà mình vừa cầm mà mình vừa có thể ghi chép lại, mình dùng bút để mình đánh dấu nó thì nó vẫn là một cái gì đó thú vị. Nâng niu và gìn giữ, với Khải, những chiếc tủ đầy ắp sách chính là khối tài sản sinh lời mà em luôn cố gắng vun đắp. Vì lúc này không chỉ là đam mê mà sách đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của em. Cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành. Trong quá trình này, sẽ khó tránh khỏi vấp ngã, trải qua nhiều đau thương. Có những lúc ta cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng hãy tin rằng chỉ có những người đã từng đau thương mới trở nên vững vàng hơn. Đọc cuốn Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành của tác giả Lưu Trí Phong, do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, ta hiểu hơn quan điểm thất bại và thành công trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rằng thất bại không đáng sợ, nó là điều hiển nhiên trong cuộc sống và rút ra bài học từ thất bại, cố gắng nỗ lực đi đến thành công. Với lối kể chuyện và phân tích vấn đề, tác giả Lưu Trí Phong đã giới thiệu những câu chuyện thực tế dẫn dụ bằng câu nói về cách đối nhân xử thế, về đạo đức, về lối sống của con người. Qua đó, phân tích sâu giúp người đọc hiểu hơn về cuộc sống của mỗi người đang sống và hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn. Với 375 trang, chia làm 8 chương theo trình tự logic khoa học, cuốn sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành của tác giả Lưu Trí Phong chắc chắn sẽ giúp bạn trẻ biết trân quý thời gian, không phí hoài tuổi thanh xuân, trầm mình vào những đau khổ sau mỗi lần thất bại để cùng trưởng thành và bước tới thành công. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với câu chuyện thú vị của bạn Tuấn Khải cũng như là nội dung cuốn sách mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị thì sẽ giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có thêm sự lựa chọn để tìm kiếm một người bạn mới, người bạn sách. Và biết đâu sau chương trình này thì bậc phụ huynh sẽ tìm kiếm thêm được những cái ý tưởng chọn sách cho con em mình. Vâng, đến đây thì Văn Hoa Đọc cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.